Thứ nguyên vệ thần của Airi đã chính thức quay trở lại với Liên Cung Mobile. Đây là một bộ trang phục thứ 5 trong dòng skin này và chúng ta sẽ được mang theo tiêu chuẩn mới của một bộ trang phục bậc 3S. Và những tiêu chuẩn đó là gì thì các bạn cùng mình vào trong trận đấu của ngày hôm nay để trải nghiệm lại hiệu ứng của bộ trang phục Airi thứ nguyên vệ thần này nhé. Tiêu chuẩn đầu tiên của chúng ta đó chính là những phụ kiện gắn ngoài của bộ trang phục này. Đầu tiên chính là hiệu ứng thông báo hạ gục. Đúng nổi bần bật Airi thứ nguyên vệ thần luôn. Vào trong game, cả hai team đều biết là các bạn đang dùng thứ nguyên vệ thần. Cái thứ hai chính là thay đổi nút bấm của bộ trang phục này nhá, trông rất là xịn sò và đương nhiên thì chỉ có các bạn trải nghiệm được thôi. Và thứ ba đó chính là hành động đặc biệt. Tuy nhiên hành động đặc biệt thì hầu như là các bộ trang phục của chúng ta đều sẽ có rồi, nên là cái này không được tính cho lắm. Nếu các bạn so sánh với cả các bộ trang phục bậc 3S đời trước, ví dụ như là Bích Hải Thành Nữ hay là bộ trang phục thứ nguyên vệ thần của Thanos mà em đang có ở đây, thì rõ ràng là chúng ta sẽ chỉ có hành động đặc biệt mà thôi. Thậm chí là Thanos hành động đặc biệt còn ém đi mất cơ. Và chúng ta sẽ không có thay đổi nút bấm hoặc thông báo hạ gục đâu nhá. Thì đây là những bộ trang phục mà em đang có. Nếu các bạn muốn rước em về thì hãy xem phần bình luận ở bên dưới mình đã ghim nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau vào trong game để trải nghiệm hiệu ứng của bộ trang phục Airi thứ nguyên vệ thần của em này nhé. Các bạn đang thấy được đây chính là hiệu ứng thông báo hạ gục cũng như là thay đổi nút bấm, để các bạn sẽ thấy được là rõ ràng là trông nó rất nổi bật và rất là đẹp đúng không? Đó, đây chính là hiệu ứng thông báo hạ gục ở trong game này, rất to, rất đẹp, rõ ràng luôn. Tiếp theo thì các bạn sẽ có ảnh động khi mà chúng ta lót trận nhá. Cái này thì các bạn lót trong trận đấu thì các bạn sẽ thấy thôi, hoặc là xem trong cái phần ảnh động ở trong cái mục skin á, các bạn sẽ thấy được là ảnh của Airi sẽ là ảnh động. Thì các bộ trang phục bậc 3S giờ đây chúng ta đều sẽ phải có ảnh động nhá. Ví dụ như là Lily Long Mẫu mới ra này cũng có ảnh động này. Ngày xưa thì ảnh động chỉ có ở trên các bộ trang phục tuyệt sắc hoặc là các bộ trang phục tiến hóa mà thôi. Còn bây giờ skin bậc 3S thì chắc chắn là chúng ta có ảnh động nha. Khi vào trong trận đấu thì chúng ta sẽ có thêm những hành động đặc biệt khi các bạn đứng yên hoặc là khi các bạn di chuyển cũng có luôn. Đối với cả bộ trang phục của 3S cũ thì cả hai cái đều sẽ có tiêu chuẩn, là chính là chúng ta sẽ có hiệu ứng gia tốc tế đan này, hiệu ứng khi bị hạ gục này. Còn các hiệu ứng khác thì các bạn được chiêu thức thì thay đổi là cái chắc chắn rồi. Thì đó là những thay đổi so với cả skin bậc 3S trước đây nhá. Các bạn sẽ thấy là so sánh ngay với 4 bộ trang phục thứ nguyên vệ thần trước đó mà thôi. Ví dụ như là Nagroth, Violet, Thanos và bộ trang phục của vị tướng L'Oreal. L'Oreal thực ra thì mãi về sau này chúng ta mới được thêm hiệu ứng thay đổi nút bấm nhá. Thì đấy, cũng coi như là thêm bớt một tí cho nó phù hợp so với cả phiên bản mới. Nói chung là cũng ok, được. Em này của chúng ta thì chỉ có bộ trang phục thứ nguyên vệ thần của vị tướng Airi và của vị tướng Thanos mà thôi. Còn vị tướng Airi chúng ta còn có thêm cả Bích Hải Thành Nữ nếu các bạn muốn chơi nữa. Thực ra thì với bản thân của mình nhá, thì mình thích cái bộ trang phục Bích Hải Thành Nữ của vị tướng Airi này hơn so với cả bộ trang phục thứ nguyên vệ thần này. Thứ nguyên vệ thần thì sẽ có những cái mới hơn, ví dụ như thêm một nút bấm này thôi. Chứ thực ra thì về bản chất nhá, mình thấy hiệu ứng của bộ trang phục Bích Hải Thành Nữ sẽ chơi đẹp hơn rất là nhiều và cảm giác chơi nó cũng thích tay hơn nữa. Thực ra thì hai bộ trang phục thứ nguyên vệ thần và bộ trang phục Bích Hải Thánh Nữ sẽ được làm bởi hai studio khác nhau. Phía bên Liên Quân thì ngày xưa chúng ta sẽ được làm bởi Timmy G6, còn giờ G6 đã chuyển sang Vương Giả Vinh Diệu bản nội địa để làm rồi, và chúng ta sẽ được làm bởi Timmy L1, là hai cái studio khác hẳn nhau. Vì nên các bạn thấy là các skin gần đây hoặc là các bộ trang phục gần đây thì cũng được làm theo concept và làm theo lối khác hẳn nhau luôn nhá. Ngày xưa thì bộ trang phục của G6 sẽ được làm chi tiết hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy được là chúng ta cũng bật phát bóng lên, nó khác hẳn so với cả khi chúng ta bật mắc setting mà không bật phát bóng. Nó phát sáng hơn, trông nó lấp lánh hơn. Còn đối với các bộ trang phục bây giờ thì nó sẽ không lấp lánh bằng, nó không được phát sáng lên như ngày xưa đâu. Vì nên bật phát bóng bây giờ lại không còn quá quan trọng nữa. Nhìn nói thật luôn đấy nhá, không phải là mình bốc phét gì đâu. Còn đối với cả lần quay trở lại này của vị tướng Airi Bích Hải Thành Nữ thì các bạn sẽ thấy được là tiêu chuẩn bây giờ của một bộ trang phục của 3S thì cái giá tối thiểu các bạn cần phải bỏ ra là rơi vào khoảng 4.000. Đấy là mức giá trung bình chung rồi. Các bạn có thể may mắn thì các bạn lấy được ít hơn. Các bạn nếu mà cả đen thì các bạn sẽ tốn nhiều hơn. Nhưng mà thường thì rơi vào khoảng 4.000, 5.000 thôi là chắc chắn các bạn sẽ có được rồi. Còn với skin bậc 2S xếp hạng thì sẽ rơi vào khoảng 2.000.
Mọi người đừng quên là bấm giúp cho mình nút like cũng như là đăng ký kênh của mình nhé. Còn bạn nào muốn rước em này về, em mà mình đang chơi thế này, thì hãy vào phần bình luận mình đã ghi ở bên dưới nha. Phía bên mình là IC4 thì sẽ cam đoan bảo hành những em này cho mọi người. Nếu xảy ra tranh chấp, bên mình sẽ hoàn lại 100% giá trị nếu mà lỗi do bên mình nhé. Ngoài ra thì bọn mình cũng nhận thu lại của những bạn đã nghỉ game rồi nha. Chi tiết như thế nào thì các bạn cứ xem phần bình luận mình đã ghi ở bên dưới nhé. Thôi chết rồi, ăn ngay không chế thế này. May là vẫn xách dép về kịp được. Trước một của Bích Hải Thánh Nữ thì mình cảm thấy là thích hơn so với cả bộ trang phục Thú Nguyên Vệ Thần này. Thú Nguyên Vệ Thần thì các bạn sẽ thấy ném ra cái hình như là chính là cái cạn vạc gì đấy. À không, ném ra cái linh vật hay đi theo người của Airi. Mà các bạn thấy khi mà cái linh vật đó mà chui vào người của Airi ấy, thì sẽ biến thành bộ trang phục của hầu gái. Còn khi mà dư ra thì Airi sẽ trở thành nửa Thú Nguyên Vệ Thần như thế này để đi chiến đấu. Các bộ trang phục của team Mi L1 thì các bạn thấy độ chi tiết thì sẽ không thể nào bằng so với cả L6 được. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ tạo cảm giác rằng nó vẫn có hiệu ứng, nó tổng quan lại vẫn rất là đẹp. Độ chi tiết không bằng thôi. Nhưng mình cũng phải công nhận là những bộ trang phục được ra mắt trong thời gian gần đây thì đều rất là chất lượng. Từ sổ sứ mệnh này cho đến các bộ trang phục mà chúng ta bắn kèm bên ngoài. Skin chuyển giao thì cũng được đầu tư hơn rất là nhiều, không bị cắt ố dề, cắt lố quá giống như ngày xưa nữa. Hiệu ứng của chúng ta thì bây giờ nó sẽ không chi tiết bằng mà nó đơn giản hơn, nhưng mà vẫn rất là ok, vẫn đẹp. Tổng quan lại thì vẫn là những bộ trang phục được. Ok. Ôi chết rồi, hai đứa cứ lướt ngược nhau này. Lướt ngược nhau này. Giờ thì mình sẽ phải lên thêm cái kháng phép, bởi vì team mình kia đang có rất là nhiều pháp sư gây sát thương phép. Chúng ta có Morgana, chúng ta có Airi, Alice, con nhỏ quỷ lùn Alice. Tính ra còn Alice một con đáng sợ thì mình kia đấy. Ở chỗ này mình mà lên full công vật lý, full công vật lý một cái thôi, còn Alice ném chữ cuối ra là thôi, là bay nửa cọc, ăn cái chiêu một nữa thôi, là bay cả cọc luôn. Morgana thì khỏe đầu game thôi, tầm cuối game thì không có sợ. Còn đối với cả bên kia hình như có Zil nữa thì phải. Thôi ông này là chuẩn bị ngỏ mà này, ông này chuẩn bị ngỏ mà này. Đây rồi, cơ hội của mình đây rồi. Ngon, ngon luôn. À bên kia có đu thuyền, không phải là Zil đu thuyền nha. Đu thuyền mùa này đúng kiểu bá đạo luôn, top 1 tỷ thắng của cả 3 server. Em này thì mới là chỉ ở rank kim cương thôi, thì các bạn thấy là trận này mình chơi rất là dễ. Chứ bình thường mà chơi, mình chơi ở cái nick chính của mình là không có cái chuyện dễ như thế này đâu. Nhưng mà em được cái đủ ngọc, ok, các bạn thấy là mình chơi từ đầu game bây giờ chơi vẫn rất là được. Bởi vì có ngọc xịn nên là chơi cũng dễ hơn. Rồi, cơ hội đây rồi. Ôi chết rồi, dính ngay đòng băng của điêu thuyền kìa, mới kịp ăn đáp Q thôi. Hơi tiếc.
Con này cuối game điêu thuyền vẫn rất là khó chịu đấy. Khống chế của điêu thuyền thì mạnh từ đầu game luôn rồi. Bắt đứa này trước, sau đó bắt luôn Morgana. Hết đường chạy rồi. Bên trên này chúng ta còn Yon. Thanh niên Yon này thì chịu thôi. Hay. May quá, vừa mới mua kịp mua giáp hồi sinh rồi mọi người ạ. Thế là có quá Q luôn. Quét sạch rồi này. Ok, và chúng ta vẫn chưa lên thắng được đâu, vẫn chưa lên thắng được. Đang không có lính rồi. Bên kia thì thủ vẫn ghê, có Alice mà. Ôi bà này làm gì đây? Mình sẽ lao vào bắt luôn thằng này. Điêu thuyền này. Mình sẽ núp ở đây để xem là có đứa nào đi lạc không, có con bò nào đi lạc không. Đây chính là cái hành động đặc biệt. Các bạn thấy là mình chả dùng mấy. Thực ra thì cái hành động đặc biệt, ví dụ là của Airi Bích Hải Thánh Nữ đi, là chúng ta vừa di chuyển vừa dùng được, thì cái đấy mình còn hay dùng. Chứ bộ trang phục này thì cứ đứng yên một chỗ thì mình ít dùng lắm. Ok, có trình trị, làm sao mà ăn được. Ôi, tìm mình cứ đến nào đi rừng. Hình như là Morgana này phải, Morgana đi rừng thì phải. Thích tìm lạ ha. Mặc dù là cái bộ trang phục thúng như vậy thần này của Airi có tiêu chuẩn mới, nhưng tính ra thì mình cũng chả thích bằng bộ trang phục bậc Airi cũ. Với cả so với cả 5 bộ trang phục thúng như vậy thần trước thì mình vẫn sẽ thích bộ trang phục của Jonas hơn. Các bạn thích bộ trang phục nào trong dòng thúng như vậy thần thì hãy bình luận cho mình biết về nhé. Cũng như là các bạn thích bộ trang phục mới của vị tướng Airi này không, cũng bình luận cho mình biết về nhé. Đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh của mình nhé. Ok, và trận đấu của chúng ta kết thúc ở đây thôi. Nói tóm lại thì các bạn sẽ thấy được là ngày hôm nay bộ trang phục thúng như vậy thần của vị tướng Airi sẽ quay trở lại với chúng ta. Thì bạn nào muốn sở hữu em này thì nên là rước về sớm nhé. Thể lệ thì giống với cả cái lần trước thôi. Ok, bye bye, hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh của mình nhé. Còn mình là IC Fox. Chinni kinirare, chinni mo morae to ii no da ga.